Đàm Vĩnh Hưng vừa lộ nghi vấn còn yêu bà trùm bầu xô U70, vợ cũ liền có động thái lạ gây chú ý. Cách đây vài tháng, Đàm Vĩnh Hưng khiến công chúng xôn xao khi chia sẻ trên trang cá nhân đoạn clip quay lại khoảnh khắc nam ca sĩ đi móc ổ khóa lên cầu tình yêu ở Đà Nẵng. Giọng ca lâu đài tình ái tiết lộ năm nay thay vì ăn chè đầu đỏ thì anh chọn khắc tên lên ổ khóa và treo lên cầu tình yêu. Đáng nói, ở góc máy quay cận đã để lộ dòng chữ H trái tim BLH, ở đây ai cũng hiểu là Hưng, tên của anh, còn BL là tên viết tắt của người yêu nam ca sĩ. Dân tình được phê đoán giả đoán non về nửa kia của Mr. Đàm. Đông đảo khán giả đều hoài nghi BL là viết tắt của bà Phạm Liên, bà trùm bầu xô đất Mỹ vừa chính thức ly hôn với nam ca sĩ hồi tháng 4 năm 2022. Sau hơn 10 năm làm vợ chồng trên giấy tờ, nghi vấn Đàm Vĩnh Hưng vẫn còn yêu vợ cũ khiến cư dân mạng đứng ngồi không yên. Tuy nhiên, chính trụ lại hoàn toàn giữ im lặng, không lên tiếng đính chính hay tiết lộ thêm điều gì. Giữa nghi vấn chồng cũ vẫn còn yêu, bà Dích Cơ Liên Phạm cũng có những động thái lạ gây chú ý. Những ngày qua, bà trùm bầu xô U70 liên tục chia sẻ lên trang cá nhân của mình hình ảnh và bài viết của Đàm Vĩnh Hưng. Trước đó, bà Liên Phạm cũng thường xuyên chia sẻ về ông Hoàng Nhạc Việt, nhưng tuần suất những ngày qua quả thực dày đặc một cách bất thường. Netizen hoài nghi liệu có phải cả hai đã gương vợ lại lành. Chỉ sau chưa đầy 3 tháng, đường ai nấy đi, cho đến hiện tại, những suy đoán này vẫn làm khán giả không khỏi phấn khích và tò mò. Hồi cuối năm 2021, Đàm Vĩnh Hưng để lộ việc từng kết hôn với bầu xô Liên Phạm vào 13 tháng 6 năm 2004 và ly thân vào ngày 22 tháng 2 năm 2018. Được biết, nữ đại gia U70 nộp đơn ly hôn Đàm Vĩnh Hưng lên tòa án quận Cam, bang California, Mỹ vào tháng 8 năm 2021, được chấp thuận vào tháng 4 năm 2022. Sau nhiều lần Đàm Vĩnh Hưng vắng mặt, cả hai không có con chung, phân chia tài sản vẫn giữ quan hệ bạn bè thân thiết. Trong khi vợ cũ luôn tỏ thái độ ủng hộ Đàm Vĩnh Hưng hết mình, thì nam ca sĩ cũng nhiều lần xuất hiện trong show diễn do bà Liên Phạm tổ chức. Quan hệ hiện tại giữa họ vô cùng tốt đẹp và được khán giả đặc biệt quan tâm.